Dạ hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng Di động Thành Phố nha. Ngày hôm nay thì em cũng có một video ngắn lên để giới thiệu những dòng sản phẩm bên em mới về và báo giá luôn cho mọi người nha. Đầu tiên thì em xin nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng Di động Thành Phố, chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện nha. Facebook bên em là Di động Online Thành Phố nha mọi người nha. Số điện thoại liên hệ để mua hàng bên em đó là 0971172105. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi từ nhà sản xuất. Phần mềm thì sẽ được bảo hành là trọn đời máy và bên em sẽ gửi hàng đi toàn quốc luôn. Tất cả các quý khách hàng ở bất kỳ tỉnh thành nào trên đất nước Việt Nam thì bên em đều gửi hàng được. Thì thời gian giao nhận thì từ 2 cho đến 4 ngày hoặc từ 3 đến 5 ngày tùy vào khu vực xa gần nha. Và bên em để gửi hàng đi xa thì bên em để tránh những cái trường hợp như là bom hàng cũng như một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh á, thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000, sau đó bên em sẽ gửi hàng đi nha. Bên em nhận cọc qua chuyển khoản ngân hàng hoặc qua thẻ cào Viettel đều được. Tiền cọc em nhận em sẽ trừ thẳng trực tiếp vào trong tiền máy nha. Và hàng em gửi đến thì một quý khách hàng sẽ được khui hàng kiểm tra ngay tại chỗ, cho nên là mình không có cần sợ vấn đề như là không đúng như bên em giới thiệu nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ về những cái lô hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Tại vì ở đây thì em đã về được một cái lô hàng Oppo nha mọi người nha. Đây là Oppo A83. Cái bản này là bản lock nha mọi người nha, tức là bản này bản không sử dụng sim. Đây là như mọi người thấy là Oppo A83 bên em á, sẽ có hai loại. Một loại là sử dụng sim máy quốc tế, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, nó là 1,5 triệu. Và một loại này thì nó vừa về đến thì nó là máy lock nha mọi người nha. Những dòng này nó không sử dụng sim, tức là nó chỉ sử dụng wifi thôi. Những con này về mình chỉ sử dụng wifi thôi. RAM của nó thì sẽ là RAM 2GB và bộ nhớ sẽ là 32GB. RAM 2GB và bộ nhớ sẽ là 32GB nha mọi người nha. Đây là những con máy lock. Những con này về xử lý sự phục vụ như là Zalo, Facebook hoặc là giải trí nhẹ thôi nha mọi người nha. Tại vì RAM 2GB và bộ nhớ là 32GB thì nó cũng khá là thấp. Những con này hiện tại bên em á, thì nó chỉ có với mức giá là 1 triệu 2 thôi. Cho mọi người lấy đầy đủ phụ kiện. Tức là nó gọi là đầy đủ phụ kiện luôn. Gồm có là sim ghép nè. Nhưng mà cái sim ghép này em cũng lát nữa em sẽ báo luôn. Sim ghép này á thì nó có thể sử dụng được trong một thời gian nhất định thôi. Tức là trong một thời gian nhất định thôi. Ở đây em bán ra là ngang ngửa bản wifi nha. Nếu mọi người không lấy phụ kiện thì những con này nó chỉ có 900 ngàn thôi. Đấy, chỉ có 900 ngàn một máy thôi. Còn nếu mà mọi người lấy phụ kiện như là sim ghép nè, ốp lưng cường lực và sạc cáp tai nghe thì hỗ trợ giúp em là 1 triệu 2, tức là thêm khoảng 300 ngàn nha mọi người nha. Đấy. Và cũng là Oppo A83 nhưng mà bên em có bản quốc tế, tức là bản full box. Bản full box quốc tế, những bản này thì nó sẽ là 1 triệu rưỡi nha. Thì nó cũng có bản màu đỏ và bản màu xanh và bản màu vàng nữa nha mọi người nha. Màu đỏ, màu xanh và màu vàng. À, màu xanh thì em hết rồi, còn màu đỏ và màu vàng nha. Màu đỏ và màu vàng. Những bản này là máy quốc tế. Bên trong thì là đầy đủ phụ kiện trước rồi. Ốp lưng nè. Ốp lưng, cáp sạc tai nghe, cốc cáp sạc tai nghe. Và những bản này á, thì nó sẽ là RAM 6GB và bộ nhớ của nó sẽ là 128GB. Nó hơn con này khoảng là gấp 3 lần. Đấy. Những con này thì nó sẽ là RAM 6 sẵn nha mọi người nha. Những con này là máy sử dụng sim bình thường, máy quốc tế, tức là mình về chỉ việc bỏ sim và sử dụng thôi. Đấy. Những con này là mức giá là 1 triệu rưỡi nha mọi người nha. Tức là nó sẽ chênh lệch nhau lên đến khoảng tầm 600 ngàn. Đấy, chênh lệch nhau khoảng tầm 600 ngàn cho bản xài sử dụng wifi và bản sử dụng sim. Đấy. Bản wifi này là nó là máy lock bên em xách tay nha mọi người nha. Đây là thì bản máy lock mình nó bị khóa từ nhà mạng ấy. Bên em chỉ về để bán ra gần như là bản wifi thôi. Còn sim ghép thì nó một thời gian nó cũng sẽ khóa tiếp. Đấy, đó là sim ghép. Đây. Oppo A83, những con máy như thế này, mấy những con này là máy rin đẹp luôn nha mọi người nha, máy rin đẹp luôn. Phụ kiện đầy đủ luôn thì nó là RAM 6GB, bộ nhớ 128GB thì nó sẽ là 1 triệu rưỡi nha mọi người nha. Đấy, sử dụng hai SIM luôn nha mọi người nha, hai SIM Wi-Fi 4G đầy đủ. Còn những con này thì bên em bán ra thì chỉ với mức giá là Wi-Fi thôi. Nếu mà mọi người lấy máy trần thì chỉ có 900 ngàn thôi. Đấy, mình về sẽ bắt Wi-Fi vào và sử dụng như là Zalo, Facebook này kia nọ. TikTok thì những con này nó không chạy nổi nha. Những con này thì hiện tại nó không chạy nổi TikTok. Tại vì cái RAM của nó chỉ có 2GB thôi. Những con cái RAM 6GB thì kia thì nó chạy được TikTok. Còn những con này thì chạy nó cũng chạy được. Nhưng mà nó hơi lắc nha mọi người nha. Đấy. Đó là hai cái bản mà bên em về nha. Bên em về được cái lô này cũng khá là nhiều. Cái lô máy lock này khá là nhiều luôn nha mọi người nha. Lô máy lock này. Mình không sử dụng SIM. RAM 2GB và bộ nhớ sẽ là 32GB. Đấy. Và ở đây em cũng thông báo trong một cái video ngày hôm nay đó là sáng ngày hôm nay em có nhận được một cây Oppo F9. Một cây F9 bị bể khá là nặng. Không biết là của vị khách nào. Tại vì sáng nay em nhận được ở bên đơn vị giao hàng ấy. Nhưng mà là không có để cái thông tin của người gửi. Cho nên là quý khách hàng nào mà đã gửi cái cây F9 này cho em thì vui lòng liên hệ lại nha. Và cung cấp cái mật
mã ở trên cái đơn hàng giúp em, để tránh những cái trường hợp như là những có nhiều người á, mà mỗi lần em lên video mà em báo như thế này là gọi điện cho em là nhận bừa á. Cho nên là ở đây ở trên cái hộp á, nó có một cái dãy mã, quý khách hàng nào gửi cho em thì vui lòng cung cấp đúng cái dãy mã đó giúp em nha, thì em mới xác nhận nha. Đây, nếu như khoảng tầm 3 ngày không có người nhận thì cái này em sẽ trả về đơn vị vận chuyển, sẽ trả về cái bưu cục gốc nha mọi người nha, tức là cái bưu cục nhận cái đơn hàng này nha. Đợt trước em lên như thế này có rất là nhiều khách hàng kiểu như là những người tham lam ấy, người ta gọi người ta nhận bừa ấy mọi người, nhận bừa là của mình, xong cái em xin cái mã không ai có mã hết đấy, bởi vậy em cũng thông báo đây luôn cho những người mà có ý định mà kiểu như là nhận bừa thì khỏi gọi điện, tại vì ở trên hộp lúc nào trong đơn vị vận chuyển nó cũng sẽ có một cái dãy mã nha. Đấy. Và để đáp ứng cái dòng mà máy ép em á, ngày hôm qua như em lên cái dòng máy ép em bị bom hàng á, thì rất là nhiều khách hàng liên hệ bên em nhưng mà nó không có hàng, tại vì nó bị bom hàng có một máy thôi. Ngày hôm nay bên em đã nhập thêm được những cái đài ép em, đài này thì nó rẻ hơn cái đài hôm qua nha mọi người nha, nhưng mà về chức năng cũng như là tất cả các tính năng và kích thước của nó thì nó đều bằng cây ngày hôm qua, nhưng mà giá thành nó rẻ hơn. Cái loa này thì nó chỉ có 260 ngàn thôi. Đây là một chiếc đài FM nha mọi người nha, một chiếc đài FM kim loa Bluetooth cắm thẻ nhớ cũng như là USB đều nghe được nha. Đầu tiên bên trong mình sẽ có một cái dây cáp sạc khá là dài luôn, một dây cáp sạc dẹp nhìn rất là xịn sò ha. Bên trong nữa sẽ là máy. Thì những cái bản FM này bên em nó sẽ có hai bản màu, đó là bản màu đỏ và bản màu đen nha mọi người. Đây, bản màu đỏ và bản màu đen nha, nó sẽ có hai bản màu. Nó sẽ có cận ten để cho mình bắt FM nè, AM nè. Đấy. Đèn pin nè. Đây có đèn pin luôn nha mọi người nha, đèn pin. Cái này là cái nút để mình làm cái gạt thôi. Đấy. Phía sau này là một cái tấm pin năng lượng mặt trời, ví dụ như mình vào vườn vào rẫy mà không có chỗ pin để sạc á, thì mình có thể phơi nắng, phơi nắng thì những năng lượng đó nó sẽ tích vào trong cái viên pin ở đây, trong một cái lõi pin ở đây nha, đây nó sẽ tích vào cái lõi pin ở đây. Nói chung là nó giống y cái cây ngày hôm qua thôi, nó chỉ khác là cây ngày hôm qua được tặng một chiếc bóng đèn đó, được tặng một chiếc bóng đèn nhỏ, còn cái này thì không có bóng đèn thôi. Cái này nó rẻ hơn cái ngày hôm qua là 30 ngàn, chứ là cái tiền bóng đèn đấy mọi người. Đấy. Đó, tấm pin năng lượng mặt trời mình vào vườn vào rẫy mà không có kiểu như là không 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 có điện ấy, thì mình có thể là xài bằng năng lượng mặt trời nè. Mình không muốn nghe FM thì mình có thể là bắt Bluetooth thông qua điện thoại để nghe nhạc nè, cắm thẻ nhớ nghe nhạc, cắm USB nghe nhạc nha. Đấy, có đèn pin buổi tối luôn. Bật lên. Đấy. Bluetooth Đấy. Nút là nút dò FM AM. Với mức giá là 260 ngàn, nó sẽ có hai bản màu, đó là bản màu đỏ và bản màu đen nha mọi người nha, bản màu đỏ và bản màu đen. Dòng này thì em thấy là khá là hot, xài năng lượng mặt trời mà mức giá chỉ có hơn 200 ngàn thôi. Tiếp theo nữa thì là dòng iPad. Sáng ngày hôm nay em về được khá là nhiều dòng iPad Gen 5 cho mọi người nha. Đây là dòng iPad Gen 5 bên em, Gen 5 4G bản 32GB. Những cái dòng iPad Gen 5 á, thì bên em nó đã về được, nói chung là những cái bản mà đẹp keng chính chính này nè, nó về khá là nhiều luôn. Đó là bản Nhật nha mọi người nha, bản Nhật bản 32GB. Tất cả những chức năng như là vân tay vân rồi là đầy đủ nha mọi người nha. Đấy, vân tay rồi là đầy đủ hết nha. Đặc biệt là máy không dính bất kỳ tài khoản nào luôn. Máy những con này là không dính tài khoản nha mọi người nha. Những con này về ví dụ như là mình xử lý như là giải trí nha. Nếu mà quý khách hàng mà chuyên về hát karaoke hay gì á thì yêu cầu bên em tải những cái chương trình mà kiểu như là mình hay hát karaoke, những cái chương trình liên quan đến hát karaoke thì bên em cũng sẽ cài sẵn luôn cho mọi người luôn nha. Nói chung là bên mọi người muốn cài những cái ứng dụng gì thì bên em đều có thể cài được hết. Và về một số cấu hình chi tiết của cái dòng này, đầu tiên thì màn hình của nó sẽ là 9.7 inch nha mọi người nha. Đấy, 9.7 inch. Bộ nhớ của nó sẽ là 32GB. Những con này thì pin nó sẽ tương đương khoảng tầm 8.600. Đấy, máy bên em thì là sẽ là máy đẹp keng nha mọi người nha, máy đẹp keng, những cái này là cái sơn cũng như là những cái keo nó dính thôi nha mọi người nha. Đấy. Bên em đang bán ra với mức giá là 4 triệu rưỡi một máy, cho đầy đủ phụ kiện như là bao da nè, sạc cáp luôn nha mọi người nha, bao da và sạc cáp của iPad luôn. Đấy. Những dòng này vì về camera của nó khá là sắc nét cho mình gọi video call. Đây mọi người thấy video call mức này khá là ok luôn. Đó, video call mức này. Còn camera sau cũng khá là đẹp nha. Những con này chơi game là thoải mái luôn nha mọi người nha. Ví dụ như là Liên Quân Mobile, PUBG Mobile hay là Free Fire Mobile, hoặc là những cái chương trình như là học tập hay là học online, hay là những cái karaoke hay là giải trí xem phim nghe nhạc này kia nọ thì thoải mái cho trên cái dòng này luôn. Đấy. Những con này thì iOS của nó đa số bên em sẽ lên sẵn iOS cho mọi người luôn, hoặc mọi người có thể về tự lên. Ở đây thì bên em đa số cập nhật lên là iOS 15 hết nha mọi người nha, iOS 15 luôn. Đấy. Những cái hệ điều hành iOS này thì mình không có sợ là nó bị đì hay là nó bị giảm sút hay là nó bị xóa ứng dụng hay là
nó yêu cầu iOS cao này kia nọ thì không có nha. Đấy, Gen 5 với mức giá là 4 triệu rưỡi. Nếu như quý khách hàng mà không lấy phụ kiện á, sẽ được trừ thêm 200 ngàn cho phụ kiện iPad, tức là phụ kiện iPad nó sẽ gồm có bao da nè và một bộ sạc. Nếu như mình không lấy phụ kiện mình sẽ được trừ thêm 200 ngàn nữa nha. Đó, thì nó chỉ còn có khoảng tầm 4 triệu 300 ngàn thôi. Đấy. Tất cả đơn hàng bên em thì phí vận chuyển nó đều đồng giá là 40 ngàn cho phí vận chuyển toàn quốc. Nếu quý khách hàng tin tưởng chuyển khoản thẳng thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển cho những đơn hàng trên 500 ngàn. Tức là tin tưởng chuyển khoản trước đấy mọi người. Đấy. Bây giờ mình sẽ đến với những mặt hàng thay sữa. Thì đầu tiên thì ở đây em sẽ có được một cây iPhone 12 Pro Max thay sữa nha mọi người nha. Đây là cây bản Vienna, cây này là hàng thay vỏ nha mọi người nha. Đấy. Như mọi người thấy là lúc trước thì bên em cũng có một cây thay vỏ và bây giờ cũng có một cây. Cây này là máy em thu máy sạc và em thay vỏ lên nha. Đây là một cây 12 Pro Max. Em bán chỉ mức giá là 6 triệu 300 ngàn thôi. Và tại sao nó có mức giá mà nó rẻ hơn kể cả một con iPhone 11 thường? Thì cây này là thứ nhất là nó là hàng lên vỏ, thứ hai là nó bị lỗi mic nha mọi người nha. Những cái hào dòng iPhone mà iPhone 12 Pro Max theo em cảm nhận ở đây thì khi mà thay cái bộ vỏ thì cái mic ghi âm á nó hay bị lỗi. Tất cả chức năng thì đều được hết nha, tất cả chức năng đều được hết. Đó. Nhưng mà khi mình quay phim ở camera sau á, thì cái camera nó sẽ bị rung. Cái camera nó sẽ bị rung nhưng mà nó vẫn quay được nha, nó vẫn quay được nha, nhưng mà nó sẽ bị rung lên một tí và cái mic nó sẽ không hoạt động. Ví dụ như ở đây mà mình ghi âm như thế này nè, alo, alo alo alo, thì nó sẽ không thu được cái tiếng gì cả nha, nó không thu được cái tiếng gì cả. Đấy, y như là mình quay phim im lặng vậy thôi chứ không có tiếng nha. Ở đây khi mọi người muốn quay phim bằng cái dòng này á, thì mình sẽ mua kèm một cái chiếc mic hỗ trợ Bluetooth hoặc là chiếc mic ghim ở đây nè. Ở đây thì bên em thì hay sử dụng bằng một chiếc mic, ví dụ như hay thu âm và quay phim này kia nọ em sử dụng bằng chiếc mic như thế này. Đấy. Có chiếc mic này vào thì mình có thể quay phim bình thường, nó sẽ vẫn có âm bình thường nha. Đấy. Còn lại những cái chức năng khác như ở đây thì những con này thì nói chung là con này là nguyên cái bộ vỏ này là vỏ thay nè. Đấy, màng cũng là màng thay luôn. Nói chung là nhưng mà màn này là màn thay chất lượng nha mọi người nha, màn này là màn thay chất lượng. Máy thì không dính bất kỳ tài khoản gì hết, bản thì bản Vienna luôn, 128GB. Đấy. Gói bảo hành con này thì là hết hạn rồi, tại vì nó là hàng bể vỏ mà nó bảo 12 thì bây giờ nó cũng đã hết hạn bảo hành rồi. Đấy. Pin con này thì nó sẽ được là 90%. Đây, pin của nó sẽ được là 90% nha. Nói chung về tất cả các chức năng con này thì đều hoạt động ok hết, từ camera, quay phim, chụp ảnh. Chỉ có mỗi tội là quay phim thì camera sau nó sẽ bị rung. Đấy. Camera sau nó sẽ bị rung và cái mic nó sẽ không hoạt động và cái rung của này nè, con này nó sẽ bị mất rung nha mọi người nha, mất rung. Đấy. Tức là gọi đến nó chỉ có chuông thôi chứ nó không có rung nha. Cái rung này nó mất rung rồi nè. Đấy, nó bị mất rung. Còn lại thì full chức năng 4G bình thường. Đấy, mình bật 4G bình thường hết nha mọi người nha. Đó. 4G thì thoải mái luôn. Với mức giá chỉ có 6 triệu 3 thôi. Đó là mức giá máy trần. Nếu mà mọi người muốn lấy thêm phụ kiện của nó như là ốp lưng nè, cường lực, sạc cáp và tai nghe thì hỗ trợ giúp em là 150.000 nha, 150.000. Đấy. Đó là iPhone 12 Pro Max nha. Tiếp theo nữa thì ở đây em có được một con 11 Pro. iPhone 11 Pro nha mọi người nha, cũng một con máy màu trắng. Con này là máy nguyên Ring app nha mọi người nha. 11 Pro máy nguyên Ring app luôn. Vẫn là hàng quốc tế, không dính bất kỳ tài khoản nào hết nha mọi người nha, không dính bất kỳ tài khoản nào hết. Con này thì em thu được của khách với mức giá khá là hợp lý luôn. Đây là một con 11 Pro bản 64GB máy Mỹ nha mọi người nha, bản 64GB máy Mỹ. Tất cả chức năng bao full hết luôn nha mọi người nha. Pin con này thì nó sẽ là 84%. Pin này là vẫn là pin rin theo máy nha mọi người nha. Con này thì bên em chỉ bán với mức giá là 8 triệu 500 ngàn cho đầy đủ phụ kiện nha. Tức là gồm có là cường lực nè. Và kèm theo đó là một bộ sạc cáp que lấy sim nha mọi người nha, sạc cáp và que chọc sim rồi. Ốp lưng dòng này thì bên em đang tạm hết nha mọi người nha. Đấy. Nếu như quý khách hàng không lấy phụ kiện á, thì sẽ được trừ thêm 150.000 cho phụ kiện của dòng này nha. Con này thì cái điểm trừ duy nhất tại sao nó có mức giá chỉ có 8 triệu rưỡi thôi, nó rẻ hơn ngoài thị trường lên đến cả triệu, thì tại vì con này cái khung xương nó hơi nhăm một tí nha mọi người nha. Con này thì khách cũ sử dụng xài ốp ấy mọi người. Xài ốp nhưng mà chỉ có dán mặt trước thôi, không có dán cái khung xương. Đấy. Cho nên là cái khung xương nó hơi nhăm nhăm một tí nha. Nhưng mà cái khung xương của cái màu trắng đó, nó nhăm thì mình cũng không có đến mức mà mình thấy đâu mọi người. Về mình mua ốp lưng mình bỏ vào là sẽ đẹp ngay nha. Bản 64GB iPhone 11 Pro nha mọi người nha. Máy em sẽ bao cho mọi người là máy nguyên zin luôn. Nếu mà ai thích nhỏ gọn thì chọn 11 Pro ha. Chọn Pro Max thì nó hơi to nha. Pro Max thì nó khá là to ha. Đấy, 11 Pro với mức giá là 8 triệu rưỡi. Máy nguyên zin nha mọi người nha. Máy nguyên zin luôn. Tất cả chức năng em bao full hết nha mọi người nha. Đấy, máy thì đặc biệt không dính bất kỳ tài khoản nào hết, bản Mỹ nha mọi người nha. iPhone 11 Pro nè.
Đấy, 11 Pro 8 triệu rưỡi, hàng nguyên zin nha. Nó tính là nó cao hơn con 12 Pro Max hàng thay sửa, bởi vì mọi người thấy là cái hàng mà nó đã qua thay sửa rồi thì đối mức giá nó rẻ lắm, tại vì nó thay sửa rồi nó sẽ có cái nó hay sẽ có xuất hiện một vài cái lỗi vặt. Đấy, và những cái lỗi vặt đó là những cái điểm trừ cho một con máy. Đấy. Tiếp theo nữa thì ở đây em có sót được một cây LG V50S thinh quy bản 5G. Đây, V50S thì sẽ sở hữu đó là RAM của nó sẽ là RAM 8GB, bộ nhớ sẽ là 256GB. Con này là một con màn ám nha mọi người nha, màn ám lưu ảnh. Đây. Ám lưu ảnh nha mọi người nha, mọi người thấy là ám lưu ảnh đây. Con này bán ra đầy đủ phụ kiện như là ốp lưng và sạc cáp và tai nghe, thì bên em đang bán với mức ốp lưng và sạc cáp quay chọc sim, không có tai nghe nha, em báo nhầm. Không có tai nghe, ốp lưng, sạc cáp và quay lấy sim thì với mức giá sẽ là 2 triệu 300 ngàn nha mọi người nha. Con này là màn lưu ảnh ám nha mọi người nha. Ám lưu ảnh nè, mọi người thấy những cái ô vuông vuông, những cái icon nó xuất hiện đây. Đấy. Em sẽ giảm bớt cái độ sáng của nó xuống cho mọi người nhìn rõ hơn. Đây những cái icon nó xuất hiện đây nè mọi người. Đấy, ô vuông 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 vuông. Chỉ với mức giá là 2 triệu 3 thôi, tính ra là con này em bán ra là em gần như là báo giá là bỏ màn luôn rồi nha mọi người nha. Nhưng cái màn này vẫn hoạt động cảm ứng bình thường hết. Quý khách hàng muốn giảm những cái độ ám này thì mình chọn cái chế độ màu tối ấy. Mình sử dụng màu tối thì cái độ ám này mình sẽ không còn thấy nữa nha. Đấy. Cái độ ám này nó sẽ giảm đi rất là nhiều khi mình cài chế độ màu tối. Còn là những chức năng khác như là quay phim, Zalo, chụp ảnh, Facebook này kia nọ thì thoải mái mượt mà luôn, chiến game chiến đồ là thoải mái luôn nha mọi người nha. Những con này cấu hình rất là cao, RAM thì sẽ là RAM 8GB rồi. Bộ nhớ của nó sẽ là lên đến là 256GB. Tha hồ cho mọi người chiến game cũng như là xử lý ứng dụng hay là làm tất cả mọi việc, nói chung là tất cả mọi việc. Đấy. LG thì pin nó khá là cao, pin con này lên đến 4000, màn hình thì 6.4 inch. Đấy. Bao cho mọi người chiến game thoải mái luôn. Nếu mà quý khách hàng mua về để chơi game hoặc là xử lý ứng dụng hay là làm một con máy máy chữa cháy tạm ứng thì có thể là những con này khá là hợp lý. Tại vì bây giờ nó mức giá chỉ có 2 triệu 3, nó rất là rẻ rồi, nó rẻ hơn một con máy mới lên đến gần hơn 1 triệu đồng, khoảng tầm 1 triệu rưỡi rồi. Đấy, nó rẻ hơn khoảng tầm 1 triệu rưỡi. Nhưng màn hình vẫn bao cho mọi người cảm ứng mượt mà hết, nên chỉ có là lưu ám thôi. Đấy. Lưu ảnh ám thôi. Còn lại tất cả chức năng bao full hết. Đấy, chỉ mức giá là 2 triệu 3 thôi nha. Và tiếp theo nữa thì ở đây em có thu được một cây Redmi. Một cây Redmi, cây này thì lúc thu thì nó đang bị lỗi phần mềm. Cây này thì ở đây chạy phần mềm lên nó bị đứng, cho nên là đã xử lý trên main một lần nha mọi người. Chạy phần mềm lên nó bị đứng, tức là nó đang chạy nửa chừng thì nó bị đứng. Cho nên là con này đã xử lý trên main, cho nên bây giờ sử dụng nó hơi, mình cảm giác nó hơi lắc nha mọi người nha. Mình cảm giác của nó không có được nhanh nhạy lắm, tức là nó hơi lắc nha. Nhưng mà nếu mà sử dụng nói chung là mình sử dụng bình thường, sử dụng những cái chức năng như là Zalo, Facebook này kia nọ, mình không yêu cầu nó quá mượt, không yêu cầu nó quá nhanh thì vẫn sử dụng bình thường. Đấy. Những con này thì hiện tại bây giờ em bán ra thanh lý cho mọi người là chỉ có 1 triệu 3 thôi. Đấy, đây là Redmi 10A nha mọi người nha. Con này đã xử lý trên main rồi nha. Nói chung là sử dụng nó bị chậm ấy mọi người, mình cảm giác là nó sẽ bị chậm. Nếu như mình đang sử dụng những cái dòng như là những dòng đời cao, những cái dòng mà nó cực kỳ mượt mà mình xử lý qua con này thì mình sẽ thấy nó hơi chậm. Những con này nếu như mình để làm những cái máy để xem cam nè, xem camera, hoặc là cho con em của mình học tập, hay là để cho con em xem YouTube thì những con này cũng khá là hợp lý luôn. Đấy. Nói nó chậm chứ thực chất thì nó cũng không chậm lắm đâu, thực chất thì nó cũng không chậm lắm đâu mọi người. So với những cái con máy mà tầm ngang nó thì cái dòng này nếu mà hàng zin đẹp thì nó cũng khoảng tầm 2 triệu 6, 2 triệu 7. Đấy. Nhưng mà bây giờ nó chỉ có 1 triệu 3 thôi, nó thanh lý chỉ có nửa giá thôi. Thì thành ra là nó bắt buộc là nó phải có một cái lỗi nhỏ nha mọi người nha. Con này là xử lý trên main cho nên là mình cảm giác nó sẽ bị hơi lắc. Đấy, em báo luôn là cảm giác nó sẽ bị hơi lắc nha mọi người nha. Nên sẽ mở thử một cái video YouTube đi. Nó còn là những chức năng khác hoạt động bình thường. Đấy. Chỉ có điều là nó hơi lắc thôi. Đấy. Để dành xem YouTube cũng được nha mọi người nha, thoải mái nha. Đấy. Cảm giác nó là hơi lắc đấy. Mình sử dụng con này nhưng mà mình sử dụng chậm rãi thì nó vẫn bình thường. Thì nó chỉ có mức giá là nửa giá so với một con máy đẹp thôi. Thì thành ra là mình cũng không quá yêu cầu cao nha mọi người nha. Nó chỉ bằng có một nửa giá thôi, thì thành ra là mình không quá yêu cầu cao được. Chỉ với 1 triệu 3 thôi. 1 triệu 3 là mọi người đã được tặng kèm đó là sạc cáp rồi nha mọi người nha, tặng kèm theo bộ sạc cáp rồi ha. Và những cái dòng như là iPhone 8G này, bên em 8G thì vẫn có nha, 8G thì nó sẽ là 3 triệu 2.
bản 64 GB, hàng đẹp keng dính dính luôn. Những cái dòng này á, mọi người có thể yêu cầu bên em gửi riêng qua Zalo cũng như là Facebook nha. 7G từ 2,5 triệu nè, S10 5G nè, iPhone 5C hàng thay sửa nè. iPhone 5C hàng thay sửa chỉ có 650 ngàn thôi nha mọi người nha. Và đó là những cái mặt hàng mà em muốn lên giới thiệu nhanh cho mọi người trong video ngày hôm nay. Ngoài những cái dòng điện thoại đấy thì ở đây em sót cho mọi người đó là hai chiếc loa karaoke. Đó, hai chiếc loa karaoke nha. Ở đây hai chiếc loa này đáng lẽ là không còn đâu, tại vì có vị khách dặn mà dặn gần một tuần rồi, anh nói là anh đi Sài Gòn anh về anh ghé anh lấy. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì đã hơn một tuần rồi, cho nên là em cũng không có liên hệ cho khách được, cho nên là em sẽ bán lại nha mọi người nha. Đầu tiên thì sẽ có một dây cáp sạc, những cái dòng đời mới cao cấp thì sẽ là dây cáp sạc tai si luôn, tức là sạc nhanh luôn cho mọi người luôn. Micro này cũng là mình sạc pin luôn nha, sạc bằng tai si luôn. Một cái micro không dây nè. Tiếp theo đây là loa. Đấy. Ở đây em chỉ còn có hai cái thôi, khách dặn em hai cái thôi. Bản này là bản màu hồng nhạt nha mọi người nha, hay mình báo màu hồng gold đấy. Đây là sẽ là nút nguồn nè, nút tăng giảm âm lượng nè, và nút qua bài nè, và một vài nút tinh chỉnh nha. Đấy, như thế này, và mình sẽ kết nối vào Bluetooth. Nếu mà mình không muốn kết nối vào Bluetooth thì mình có thể là kết nối thẻ nhớ, kết nối USB. Đây là jack sạc và đây là sẽ là jack 3.5. Còn đây là micro để mình kết nối để mình hát karaoke nha. Alo. Alo. Micro này nó sẽ có nhiều cái chế độ tinh chỉnh cho mọi người luôn, tức là mình sẽ tinh chỉnh trực tiếp trên cái micro luôn. Những dòng này thì bên em chỉ mức giá là 460 ngàn thôi nha mọi người nha. Tất cả các đơn hàng dưới 500 ngàn bên em đồng giá là 30 ngàn tiền phí vận chuyển nha. Đồng giá là 30 ngàn tiền phí vận chuyển. Tất cả những đơn hàng trên 500 ngàn bên em đồng giá là 40 ngàn tiền phí vận chuyển. Những đơn hàng trên 500 ngàn thì sẽ được miễn phí, nếu mà mọi người chuyển khoản thẳng sẽ được miễn phí vận chuyển nha. Đây, 460 ngàn một chiếc loa. Ở đây em chỉ còn có hai chiếc thôi. Nếu quý khách hàng nếu mà ủng hộ em luôn hai chiếc, nếu ủng hộ luôn hai chiếc em sẽ giảm còn là 900 ngàn bao phí vận chuyển luôn nha mọi người nha. Sẽ giảm còn 900 ngàn và bao phí vận chuyển cho mọi người luôn nha. Đấy, mình sẽ tinh chỉnh một vài cái loa này. Đấy, như này là âm vang nè, vang. Đấy, mình sẽ cho nó không vang. Alo, không vang. Đấy, alo. Đấy, cái này là sẽ nhiều cái chế độ tinh chỉnh cho mọi người. Alo. Đấy, cái này thì tùy mình, nói chung là mình muốn hát như thế nào thì mình tinh chỉnh như vậy. Đấy, 460 ngàn nha mọi người nha. Nếu quý khách hàng mua luôn hai cái, ở đây em chỉ còn có đúng hai cái thôi, nhưng mà lấy hai cái thì ở đây em sẽ giảm là còn 900 ngàn và miễn phí vận chuyển toàn quốc nha mọi người nha. Đấy. Dạ rồi, em xin được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em. Mọi người mua hàng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại đó là 0971172105 giúp em nha. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa hôm nay của em nha.